Ra sân bay sớm quá, gate nó còn chưa mở anh em ạ. Tức là phải ngồi chờ. Trời ơi, mình cứ kiểu lo xa về cái giấy tờ khi mà đi bay ngày này. Thế là đi rõ sớm, xong rồi gate nó vẫn còn chưa mở. Tầm một tiếng nữa nó mới mở. Ôi, đấy các bạn thấy chưa, mình đoán cân hành lý không hề sai một tí nào nhá, chưa được 20 cân nhá. Vì Covid, vì nền kinh tế xuống dốc, thế nên là LV ở sân bay đã phải đóng cửa anh em nhá. Đóng cửa mất rồi anh em ạ, LV đóng cửa để lại đi một danh lam thắng cảnh đây. Đẹp kinh khủng, store LV ở sân bay đẹp kinh khủng luôn. Ta da. Ôi trời ơi, mình đói quá, mình tưởng ra sân bay đã phải có chỗ bán đồ ăn chứ. Sao không thấy hàng bán đồ ăn nào thế? Đói quá. Từ trưa hôm qua ăn được một bữa đến tận bây giờ còn chưa ăn được một bữa nào. Đói quá. Đi vào cái khu food court thì còn đúng hai cái hàng mở các bạn ạ. Hai cái hàng mở đấy đúng là hai cái món mà mình không ăn được nhất khi mà mình ở đây. Nên là thôi lại đi ra đây ngồi đây. Làm cốc cà phê. Không, buổi sáng không được uống cốc cà phê. Buổi sáng uống cà phê là mình hay bị té re lắm. Nên là mình sẽ ra đây mình uống một cái cốc kiểu như là có khuya ở bên trong, nó ngọt ngọt đi để không bị tụt đường á. Để mình khoe với mọi người cái gì mới mình mới mua này. Xinh á. Màu xinh nữa. Mua của Saint Laurent. Mình vẫn không biết đọc tên hãng này các bạn. Mình hay gọi là YSL. Đây, cái ví mới, một cái ví thôi. Vì là về Việt Nam ấy thì sẽ có kiểu như là nhiều tiền mặt ý, mà đi ra ngoài đường thì là mình đi xe máy mình không muốn cầm túi xách, nên mình chỉ có cái ví đấy, mình vứt cốp xe là vừa đẹp này. Đây, cái ví của mình này các bạn. Xinh không? Màu xinh không? Màu kiểu nó là màu caramel nhưng mà nó hơi như xăng nâu một tí. Trong này thì sẽ có một cái ngăn như thế này. Đây, sẽ có một cái ngăn như thế này. Cái này nhá thì có thể đựng được một thỏi son này và một ít tiền cái khạc này. Ngoài ra là nếu như mà có chìa khóa nhà hay chìa khóa xe đựng vẫn được á. Đấy đúng cái nhu cầu của mình khi mà mình đi ra ngoài đường, mình chỉ cần cái này thôi, mình không cần nhiều. Khi nào nhiều thì mình có những cái túi to khác rồi. Là mình muốn mua một cái này nhưng mà nó màu bạc ấy. Nhưng mà không có các bạn ạ. Không có, với cả là màu bạc thì nó chỉ đi màu đen thôi. Mình có quá nhiều màu đen rồi, mình lấy cái màu này. Xinh nhỉ. Xếp đồ luôn mọi người ạ, cho tiền, cho thẻ của mình vào trong cái ví mới này luôn, khai trương luôn. Tiền này, tiền 2 năm trước về Việt Nam các bạn đã mang về vẫn còn 900.000. Hẳn 900.000 nhá. Hơi bị nhiều đấy, hơi bị giàu có luôn. Mọi người nghe thấy nó hát không? Cái này này dễ thương, từ vừa đi vừa hát, nó vừa la 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 la. Chào cô chú trong điện thoại này, chào cô chú. Ok. Lạnh quá, đi thôi. Nào, có chào không? Bây giờ thì Trang quay vlog nhá, xong rồi nghe con xong nghe lên áo ven gà lên video này. Bây giờ phải chào các cô các chú chứ. Chào đi. Ok. Không chào. Con này. Con chào đó. Phải chào đấy chứ. Chào số. Sao mày kêu? Sao mày không quen thì mới phải chào thì người ta mới quen được chứ. Bây giờ không chào thì làm sao mà làm quen được với người ta? Không. Phải chào các cô. Lâu rồi không đi xe máy. Sao cảm thấy như chân nhẵn đi sao ấy, sống chân nó ngụt nè. Phải. Mẹ ăn gì mẹ? Đã ăn phở à? Quá ngon luôn đi. Hôm nay là ngày bánh trôi bánh chay nữa này. Về Việt Nam vào đúng ngày gió mùa. Ôi giời ơi,
nó lạnh, lạnh tê tái. Vừa mở cửa cái sân bay ra một cái là gió đập bịt sát vào mặt, quá cảm thấy sốc tinh thần luôn mọi người, sốc thời tiết. Dưỡng da nhanh một chút xong rồi chúng mình đi gội đầu với cả là đi cà phê với bạn. Em ơi thế mọi người luôn ý, tức lắm luôn nhá. Bay về Việt Nam vào đúng ngày 1 tháng 4 là bởi vì là mình book đúng vào cái ngày đấy thôi, chứ là mình không có ý định là lừa dối hay lừa đảo ai cả. Nhưng mà ngày 1 tháng 4 mọi người, bởi vì nó là ngày 1 tháng 4 ấy, mình đi về, thế là xong rồi mình up ảnh ở trên Facebook, mình bảo là mọi người ơi, mình về Hà Nội rồi, nhưng mà không ai tin cả. Trời ơi, có gần 200 cái like và bao nhiêu câu chúc mừng, nhưng không một lời nào, một đứa nào tin mình cả là mình đã về Việt Nam rồi các bạn ạ. Cứ tưởng là mình đùa, thế là chúng nó cũng vào chúc mừng kiểu như là tao hùa theo trò đùa của mày thôi, thì tao không tin đâu ấy. Nhưng mà là mình về thật mà, mình về thật ngày 1 tháng 4 mà, chứ không phải mình đùa đâu. Bình thường mọi khi là mình về nhà nhá, là mình không bao giờ phải nhắn tin rủ ai đi chơi luôn ấy các bạn, bởi vì là chúng nó biết mình về là chúng nó sẽ nhắn tin là rủ đi chơi rồi xếp lịch các kiểu các kiểu. Nhưng mà lần này không có một cái tin nhắn nào các bạn ạ. Cả một ngày rời mình chờ tin nhắn mà không có một cái tin nhắn nào rủ mình đi chơi cả. Tức là chúng nó mặc định luôn là mình nói dối. Trời ơi, sao chúng nó lại không có lòng tin vào mình như thế được nhỉ? Mà mình trước giờ có bao giờ nói dối mấy cái ngày đấy đâu. Mình không bao giờ a du a còng hay là kiểu hùa theo mấy cái ngày như thế mà chúng nó không tin. Mình phải tự nhắn tin cho chúng nó, mình bảo ơ tao về rồi mà chúng nó không rủ tao đi chơi gì à? Này ở nhà không mà mặt vẫn bụi được nhờ, lau mặt thôi ấy. Mà nó cũng kiểu hơi vàng vàng, cái bông tẩy trang ấy, sợ thật đấy. Mình vừa dùng cái toner này của Lancôme, nhưng mà cái chai nó to quá là mình chắc ra một cái chai nhỏ mình mang đi cho nó tiện. Vừa dùng đủ trong khoảng một tháng. Loại mình pack đồ về thì các bạn cũng thấy là mình để hết đồ dưỡng da của mình trong một cái túi bé tí xíu ấy đúng không? Vì là mình đi đi du lịch khi mà mình đóng đồ mình không muốn mang nhiều đồ đi, nó vướng, chỉ mang đúng những cái thứ mà mình cần mình dùng thôi là đủ rồi. Với cả mình sẽ ưu tiên mang những cái thứ mà nó đạt đúng cái yêu cầu của mình, đấy chính là vừa tiện vừa gọn và vừa nhiều công dụng đa di năng ấy, thì mình sẽ mang đi. Vậy nên là cái túi dưỡng da của mình nó bé tí xíu như này, nhưng mà đủ nha mọi người, rất đủ nha. Ví dụ như là cái chai xịt First Spray Serum của Thần Bay này các bạn này, trời ơi mình thấy mọi người luôn, vì cái chai này nhớ mà suýt nữa thì là mình phải đổi vé máy bay đấy, bởi vì là mình order thế nhưng mà mình sợ nó về không kịp, nhưng mà đến sát ngày bay rồi nó vẫn chưa thấy về, mình đang lo là mình phải đổi vé máy bay chỉ vì cái chai này thôi. Thế nhưng mà may quá nó về đúng ngày đúng giờ, quá tuyệt vời. Tại sao mà mình lại phải cố chấp mang cái chai này đi cho bằng được là bởi vì nó rất là gọn và nó rất là tiện đấy các bạn. Đây nhá, một cái chai như này để trong cái túi skincare của mình, trời ơi nó vừa khít luôn, vừa khít luôn đây, quá tiện luôn và rất gọn rất tiện. Ngoài ra nhá, nó còn là một sự kết hợp hoàn hảo giữa serum và xịt khoáng. Bởi vì mình biết nhá là ở tháng 4 ở Việt Nam ấy là kiểu thời tiết nó đang kiểu giao mùa ấy, thời tiết nó sẽ rất là khó chịu, rầm rầm ương ương. Thế nên là lúc nào cũng sẽ phải có xịt khoáng ở bên người, bởi vì nó sẽ giữ cho da mình nó ẩm. Và mình đúng dự đoán như thần luôn các bạn ạ. Khi mà vừa về Việt Nam một phát nhá, thời tiết gió mùa nó hanh ấy, ôi giời, da khô kinh khủng luôn. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình thấy cái kem dưỡng da của mình nó khô, nó thẩm thấu nhanh như thế. Nhưng mà thẩm thấu rồi nó vẫn không ăn thua mọi người ạ. Vậy nên là đấy, có một cái chai xịt khoáng quá lý tưởng. Tiến gần lại cho các bạn xem cái sản phẩm này, thì nó là dạng xịt nha các bạn. Nó có cái đầu xịt thế này và cái tia xịt của nó ấy, đây này các bạn nhìn nhá. Đâu nhá, làm nào cho các bạn nhìn này, các bạn nhìn đâu nhỉ? Phiu, lấy cái tóc làm background cho các bạn xem cái tia xịt nhá, đằng nào tí mình cũng đi gội đầu. Này. Phiu, nó rất là nhỏ ấy các bạn ạ, nó nhỏ. Thế nên là khi mà xịt lên trên mặt nhá thì nó sẽ giúp cái tinh chất nó được tản đều trên mặt và nó sẽ không bị gặp cái tình trạng nha đọng nước, đọng xương ở trên mặt, và nó rất là nhanh thẩm thấu. Khi mà dùng cái sản phẩm này thì chúng mình sẽ phải lắc đều lên một chút như thế này, và sau đó thì chúng mình sẽ xịt quanh mặt với khoảng cách là từ 10 đến 20cm. Sau đó thì các bạn sẽ vỗ vào mặt như thế này, nhẹ nhàng như này thôi để cho nó thẩm thấu, và nó thẩm thấu thì rất là nhanh. Thế nhưng mà nó thẩm thấu rồi nó vẫn để trên da một cái lớp căng bóng glowy như này các bạn này. Thật sự cái sự cấp ẩm, cái sự căng bóng của nó trông rất là xịn luôn ấy, rất là xịn và rất là đẹp và làm da ráo, thế nhưng mà nó vẫn cảm giác rất là đủ ẩm, rất là thích. Sướng lắm. Các dòng sản phẩm xịt khoáng khác nhau thì các bạn sẽ để ý rằng là nó sẽ chỉ có tác dụng chính, đấy chính là cấp ẩm tức thì thôi, và cái thời gian lưu độ ẩm ở trên da thì nó lại không lâu. Thế nhưng mà cái sản phẩm này nó khác, bởi vì là bên trong của nó sẽ có cái thành phần là nấm truffle trắng. Thì nếu như các bạn có tìm hiểu nhá, thì cái nấm truffle trắng ấy đấy chính là cái loại nấm mà đắt nhất trên thế giới, mà cái giá của thị trường nhá nó có thể lên tới vài trăm ngàn đô ấy các bạn, rất là đắt và thành phần cực kỳ xịn luôn. Thì cái nấm trắng truffle này nó có cái tác dụng gì trong những cái sản phẩm dưỡng da? Đầu tiên đấy chính là nó có thể giúp cấp ẩm nhanh và sâu, ngoài ra nó cũng có thể cung cấp dưỡng chất cho da và chống lại các dấu hiệu lão hóa nữa nha các bạn. Và trong cái chai này nhá thì nó cũng sẽ có thêm một thành phần rất là quen thuộc với các bạn, đấy chính là tinh dầu bơ. Mình nghĩ là ai mà mê mỹ phẩm, đặc biệt là skincare của Hàn Quốc, thì là các bạn cũng đã nghe rất là nhiều đến cái thành phần tinh dầu bơ đúng không? Thì cái tinh dầu bơ này nó sẽ có tác dụng đấy chính là nuôi dưỡng và tái tạo làn da. Và với cái chai này nhá thì các bạn có thể sử dụng nó như là serum này, xịt khoáng này, trước makeup này, sau makeup này, một ngày các bạn xịt mấy lần cũng được, bất kỳ khi nào mà chúng mình cảm thấy là da đang
thiếu độ ẩm thì chúng mình xịt lên cũng được. Nó không hề bị nặng mặt, không bị bí mật, thẩm thấu rất nhanh. Và đặc biệt là nó có một cái mùi thơm rất thơm. Nó không phải là kiểu thơm nước hoa hay là thơm kiểu nồng nặc thơm hương liệu đâu, mà nó kiểu thơm nhẹ nhàng lắm. Thơm rất là nhàng, xịt lên mặt thì nó không có mùi thơm nữa, nhưng mà khi mà vừa xịt ra thì các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi thơm kiểu nó rất là relaxing. Vừa xịt lên một cái là mọi buồn bực xua tan. Các bạn biết vì sao mà mình biết đến cái sản phẩm cũng như là cái thương hiệu Thàn Ba này không? Là bởi vì mình có theo dõi cái Insta của Lee Soo Bin ý. Các bạn có biết Lee Soo Bin không? Mình nghĩ là các bạn sẽ biết bài với cái danh xưng là người yêu của Lee Kwang Soo nhiều hơn, đúng không? Thế nhưng mà mình biết bài là từ trước khi mà bài làm người yêu của Lee Kwang Soo cơ, bởi vì bài quá xinh luôn ấy. Rất xinh mà nhảy rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Các bạn vào YouTube nhá, tìm mấy cái link mà bài nhảy, ôi đẹp kinh khủng luôn, đẹp lắm mà kiểu diễn xuất thì hay nữa, nhưng mà có một cái vai rất là kiểu không bon chen với showbiz quá nhiều ấy. Mình có xem Insta của bà ấy thì mình thấy là bà đang làm người mẫu đại diện cho thương hiệu này. Thế nên là mình có tìm hiểu và mình thấy là thương hiệu này nổi tiếng ở Hàn lắm các bạn ạ. Và cái thương hiệu này nhá thì còn có một người mẫu đại diện nữa, đấy chính là Mino của Winner. Mình còn thấy là cái sản phẩm này nhá được rất là nhiều những makeup artist của Tribe với cả của Blackpink ấy sử dụng trong những cái video của họ. Thế nên là đấy, eo ơi nổi tiếng hoành tráng lắm các bạn ạ. Cả thêm một thông tin nữa cho các bạn ngất ngây luôn, thì Thàn Ba chính là thương hiệu vegan đứng top 1 trong 3 tháng liên tiếp tại Hàn của đầu năm 2022 nhá. Và riêng cái chai này thì đã bán được 10 triệu chai thế giới rồi các bạn ạ. 10 triệu chai. 10 triệu chai thì các bạn tưởng tượng đi, người ta giàu đến mức độ như thế nào. Hoành tráng quá, quá hoành tráng. Nhưng mà nhá, cái profile của sản phẩm này nó rất là hoành tráng đúng không? Nhưng mà cái giá thành mà các bạn mua được ở Việt Nam ấy nó lại khá là hợp lý, hợp lý hơn rất là nhiều so với việc mình mua ở Sing luôn. Nếu như các bạn mua ở Việt Nam nhá, nếu mình nhớ không nhầm thì là một cái chai này của mình là 100ml thì các bạn sẽ mua với giá đâu đó khoảng tầm 400.000 thôi. Một cái giá quá đỗi là hợp lý với một cái chai công dụng xịn, thành phần xịn, background cũng xịn, quá xịn, mọi thứ đều xịn em ơi. Mình khuyến khích là các bạn nên mua và dùng thử cái sản phẩm này đi. Nói thật, rất tốt, rất ưng, thật sự rất ưng đấy. Rất thích. Để kết thúc chương trình dưỡng da nhanh gọn của mình thì mình sẽ thêm một chút kem dưỡng ẩm của Evelyn Cosmetics. Thích. Chai mới tinh, sướng. Ôi nhưng mà cái chai này dùng nhanh hết lắm các bạn ạ. Nhanh hết lắm. Và mình phát hiện ra một điều nhá, ở thời tiết Việt Nam bây giờ ấy, nó đang rất là hanh và rất là khô ấy các bạn. Thế nên là nhá, cái chai dưỡng ẩm này, mặc dù là mình dùng ở Sing ấy là mình đã thấy nó quá ok rồi, nó dưỡng ẩm cực kỳ ok được. Thế nhưng mà khi mà ở Việt Nam nhá, thời tiết hanh khô này nhá, cái này không đủ đô các bạn ạ, thật sự là không đủ đô luôn ấy. Thì thoảng thì mình vẫn phải táp thêm một chút cái xì khóa ngay nữa thì nó mới cảm thấy kiểu như là mặt nó không bị căng căng nữa ấy. Trang ơi, Trang đây! Trang đây! Ui, nhìn cái cà phê này, hôm nay chúng mình sẽ ngồi cà phê ở đây nha. Đây là quán mới ở trong công viên Thống Nhất á. Mình thấy là có nhiều người khen là cái quán này rất là đẹp, nên là tranh thủ mình đến mình tham quan hết tất cả mấy quán cà phê mới mới đẹp đẹp ở Việt Nam. View đẹp chưa? Xịn luôn. Nhưng mà có vẻ đông anh em ạ, chắc là cửa vào thế nào. Ngày xưa chỗ này là các chị em hay đi hẹn hò, thời mà các cụ ấy là hay đạp vịt ở đây này các bạn này. Bây giờ vịt mang ra đây để trang trí hết rồi. Đi ra đây chứ, ôi nhiều bạn xinh dã man luôn. Xong rồi mặt mình thì không trang điểm để mặt mộc này. Ôi, trông quá đỗi là kinh dị. Quán cà phê này đẹp các bạn nhá. Đồ uống thì giá nói chung là tương xứng đáng với cái view. Với cả là có rất nhiều trai xinh gái đẹp, ra đây mà ngắm trai xinh gái đẹp thích lắm. Quán đông kinh khủng luôn, thề mọi người luôn. Còn đúng một cái bàn ở ngay ngoài này mà chỗ này ngồi hơi nắng ấy, xong rồi thi thoảng cái mùi của cái hồ ấy nó sộc lên ấy, ui chà, ui đậm vị hải sản. Ngồi chờ một lát xem là ở trên tầng có bàn không thì chuyển lên bàn để trên ngồi, chứ ngồi đây thì view thì đẹp đấy nhưng mà cái mùi hơi khó chịu. Nhưng mà được cái nhá, ngồi đây nắng rất đẹp này, lát nữa chụp ảnh. Hôm nay cả nhà mình sẽ cùng nhau đi ra hiệu sách. À, khổ quá. Tay đang cầm điện thoại để quay video, nó cứ đi tìm điện thoại. To giãn. Ơ à, sao hiệu sách gì mà bán cả quần áo, rồi cả đồ chơi, rồi cả... Cái gì đấy? Mỹ phẩm mỹ phước là như nào? Ui, nhiều đồ chơi dã man ấy, mọi người thích cực. Xin chào. Hôm nay mình muốn đi ra hiệu sách là để đi mua mấy quyển truyện để đọc á. Ở nhà thì cũng hơi chán, không có nhiều việc để làm mà cũng không muốn đi ra ngoài đường nhiều, thế nên là đi mua mấy quyển sách. Phát hiện ra sách ở Việt Nam trời ơi, bán mắc gần chết luôn. Một quyển nhá, cái quyển này là có 2 tập này.
một quyển là 265.000. Là hai quyển là hơn 500.000 đấy. Đắt phết nhờ. Sau mình có rất là nhiều chuyện trinh thám này. Đây là chuyện mình rất là thích đọc. Mình nghĩ là mình sẽ nghiên cứu một số những quyển ở đây. Hay đấy. Tại sao nhà sách mà lại bán đồ chơi nhiều hơn sách nhỉ? Nhà sách Kế Thọ xin thông báo Quầy Bố Hải, Mẹ Liên về cuốn thu ngân tầng 1 đón bé Hùng Anh. Xin cảm ơn. Đây là việc điển hình của việc mải chơi quên con đấy. Mọi người có thấy chán mình mà hôm nay bị u một cục không? Là vì bị muỗi đốt đó mọi người. Không hiểu sao muỗi nó chọn đúng chán mình cả nó đốt. Ui, Conan, một thời tuổi thơ của mình các bạn này. Mình đọc Conan là từ năm mình học cấp 2 đến tận bây giờ là mình đã lấy chồng và 32 tuổi rồi mà Conan vẫn chưa hết được lớp 1. Thật sự quá là mệt luôn. Mình đã chuẩn bị rất là kỹ trước khi về Việt Nam rồi, mọi người đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để làm việc ấy. Thế nhưng mà mình không thể ngờ được rằng một thứ mà mình không thể ngờ được rằng là cái mạng nhà mình nó quá cùi. Up một cái video mà mình tận 2 tiếng đồng hồ chưa xong, lặc lè mãi không xong. Mọi khi nhá, up một cái video ở tầm 25 phút thì up lên mất khoảng 20 phút thôi. Nhưng mà không thể ngờ được rằng là với cái mạng nhà mình nó up tận 2 tiếng mọi người ạ. 2 tiếng 40 phút ý, 2 tiếng 40 phút. Mình chạy lóc sòng sọc từ nhà đi ra mấy cái quán cà phê để mình tìm cái quán cà phê nào wifi mạnh ý. Thì mình tìm được một quán có tên là The Coffee House ở Trần Đại Nghĩa, nó cũng khá gần nhà mình. Nếu như mà cái quán này có wifi ok thì mình nghĩ là thứ hai tuần nào chúng mình cũng sẽ gặp nhau ở đây. Nhưng mà có vẻ không khả thi lắm anh em ạ. Tải lên một video 20 phút mà tải tận 1 giờ 43 phút. Không khả thi lắm. Mọi người có để ý là mồm con gấu nó bị méo không? Bị méo mồm. Hai mẹ con vừa mới đi gội đầu về. Thật là sung sướng, chỉ có ở Việt Nam mới được gội đầu. Mà với giá rẻ mà sạch mà tơi. Chào, chào. Chồng mày khô chưa? Khô rồi. Không hiểu sao các bà già lại rất thích gội đầu nhưng mà không sấy khô nhá. Với cái logic của bà già là đi đường sợ nó khô. Nhưng mà không phải là bông tóc. Sấy khô nhưng mà đi đường lại sợ nó bị khô tóc. Đi đường nó cũng đâu có sạch đâu mà mọi người. Nhưng mà không hiểu tại sao. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi bọn mình. Mình và bà Mai là đi mua vali. Tìm một cái vali mới. Hơi mắc mọi người ạ. Mẹ vẫy chào rất là nhiệt tình từ nãy đến giờ rồi nhá. Mình nói là mình muốn đi mua vali mới từ lúc mà mình còn ở Sinh đúng không? Nhưng mà hôm nay mình phát hiện ra là ở Việt Nam nhá, bán vali rẻ hơn ở Sinh, nghĩa là không có lý do gì mà không mua luôn đây cả. Mình xách về luôn ý, cho nó tiện. Nhà mày nhà. Ừ. Cái này là 28 inch. 25 30 cân đấy cơ à? 25 30 cân thì cũng vừa, nhưng mà con xếp đồ nó con xếp lỏng lắm nên là sợ nó không đủ, chắc là phải lấy cái 30. Cái này là 30 đúng không? 29 chị ạ, 29. Thế là 29 à? Nhưng mà cái này trông cũng xinh đấy chị nhỉ? Thích màu bạc bạc. Cái màu không phải màu đen. Ừ. Nó đỡ bị chìm. Ừ. Xong rồi dán các thể loại sticker. Ồ, cái này xinh quá ha. Để thoải mái. Nhưng mà thật sự nhá, là mình cứ sợ là mấy cái nhựa nó cứ mềm mềm như này này là nó sẽ vỡ ấy. Nhựa càng mềm thì càng đàn hồi tốt mà chị. Thế à? Càng yên tâm. Chứ không phải là nó dễ vỡ đâu đúng không? Này đẹp không mọi người? Mọi người thấy cái này, cái kia, hay cái kia, đây cái này. Trông cái nào cũng được. Nghĩa là mình sẽ lấy cái này đi. Size nó to nhất mà lại còn màu đen ý, sạch nữa. Đi về thôi, đi về với em yêu thôi. Đẹp quá. Mẹ nhà. Quá đẹp. Nhưng mà hơi đó. Cảm ơn. Bây giờ mình với bà Mai đi mua bánh thánh về cho cả nhà ăn. Ăn tối, đã phải nấu cơm này. Hello. Mình sẽ cùng nhau get ready một tí nhé. Hôm nay là mình có hẹn đi ăn với mấy đứa bạn. Mà từ khi mà mình về Việt Nam hôm nay là cũng được 5 ngày chưa nhở? Tầm đấy. Chưa trang điểm một lần nào các bạn, chưa trang điểm một lần nào tử tế ra hồn cả. Thực ra là chưa hề trang điểm một lần nào, chỉ bôi kem chống nắng ấy. Hôm nay mới lần đầu tiên được mở cái đống đồ mỹ phẩm của mình ra để mình trang điểm. Thật là sung sướng. Thực ra là cũng không định trang điểm đâu. Thế nhưng mà bởi vì là cái bộ quần áo hôm nay mình định mặc ấy mà không trang điểm ấy thì trông hơi kinh. Thế là chúng mình get ready một tí nhá, nhanh thôi, rất nhanh thôi.
Ôi giời, không đeo kính áp tròng, không nhìn thấy một cái gì luôn. Hello. Để cho mọi người nghe là hôm nay mình suýt nữa bị móc túi mọi người ạ. Suýt nữa bị móc túi luôn. Đây, từ để mình lấy cái kem nền ra xong mình kể cho mọi người nhá. Đây này, hôm nay là lúc mà mình đi tầm chiều ấy, mình với bà Mai lại đi mua cái vali đúng không? Thì ở trong Vincom ấy, mình thấy là lúc mà mình vừa mới xách cái vali xuống nhá, thế là có một đôi, một bà với một ông tự dưng là nhảy bổ ra người mình cái hỏi mình: ô mua cái vali này mua ở đâu, bao nhiêu tiền các kiểu. Một bà thì đứng ở sát cạnh mình, còn một ông thì đứng rõ là xa nhá. Thì bởi vì biết là mình đi hai người ấy các bạn, ban đầu mình cũng tưởng là người ta chỉ hỏi là mua vali ở đâu thôi ấy, thì mình cũng chỉ cho người ta là ở đây, ở ngay trên tầng này mình chỉ rồi nhá. Nhưng mà cứ đứng sát vào người mình, bởi vì là người ta nhìn thấy mình đeo cái túi, nhưng mà cái túi của mình thì lại không khóa cái zip vào á. Xong rồi cái túi của mình thì nó lại thòi cái ví lên. Thế là người ta cứ đứng sán. Và mặc dù là mình đã chỉ rồi, ở kia rồi, thế mình thấy là có vẻ hơi sai rồi, có cái gì đó sai rồi. Thế là mình bà ấy cứ sán lại, thì là mình lại lùi lại. Bà ấy cứ sán vào thì mình lại lùi lại. Bà Mai nhà mình đứng ở xa cũng rất là nhiệt tình, chỉ đây mua cái hàng này, mua hàng này, xong rồi mua cái vali bao tiền đấy. Mà ông ở đằng xa gọi cái bà đứng ở cạnh mình ý, gọi một cái, tức là người ta làm như thế là để đánh lạc hướng mình với cả bà Mai ấy, để cho là mình với bà Mai cùng nhìn ra cái hướng của ông ý, thì bà ấy có thể móc được cái ví của mình ấy mọi người. Thế nhưng mà không, xin lỗi, lừa được chị hơi khó nhá. Ôi thế là mình lùi thẳng ra phía sau luôn, mình không cho bà cơ hội tiếp gần đứng cạnh gần mình luôn. Thế là xong rồi, cảm thấy là chắc là không móc được rồi, đành phải đi đấy các bạn ạ. Ôi suýt nữa thì bị móc túi. Đấy, lúc mà đi về nhá, hai mẹ con ngồi ở trên xe mới nói chuyện với nhau, suýt nữa bị móc túi đấy các bạn ạ. Thế thật là đáng sợ. Mà thật ra là móc cái túi của mình ý thì cũng chẳng có cái gì mà móc đâu, chắc bên trong toàn thẻ thôi, làm gì có tiền. Không có một tờ tiền mặt nào có đúng 5.000. Thế nhưng mà chắc là người ta nghĩ là đi vào Vincom là sẽ có tiền. Hay là người ta cứ móc được, người ta cứ móc. May quá là không bị mất cái ví. Cái ví vừa mua xong mà mất thì chắc buồn lắm. Ôi thế mọi người luôn nhá, từ lúc mình về Việt Nam nhá, mình đánh kem nền hay cushion nhá, không cần phủ phấn luôn các bạn ạ. Eo ơi, nó hanh, nó khô kinh khủng luôn. Vừa táp lên một phát thôi là đã, cái lớp kem nền nó đã ráo hẳn vào rồi. Mình mang rất là nhiều bảng phấn mắt mà kiểu nó điệu đời về. Nhưng mà chưa có cơ hội để đánh. Thật sự là chưa có cơ hội để đánh luôn. Mọi người nhà mình cũng sợ mình bị nhiễm Covid ý, thế là cũng chẳng đi ra ngoài ăn mấy. Mình thì cũng không đi đâu nhiều, mình chỉ gặp bạn bè mấy cái đứa thân thiết thôi. Mà mấy cái đứa thân thiết thì nó thì chúng nó rồi biết mặt mộc của mình từ thời mình đẻ ra, thế nên là hơn chả cần trang điểm luôn. Là mấy cái bảng phấn mát màng về chưa được dùng phát nào. Hôm nào phải rủ cả nhà đi ăn mọi người ạ. Xong rồi dùng mấy bảng phấn mát điệu đời, lấp lánh. Ấy à, sáng đẹp quá. Mình sẽ hoàn thành cái make up này trong vòng 10 phút vì hẹn 7 rưỡi. Bây giờ mình mới đi mà bây giờ là gần 7 giờ rồi. Muộn rồi. Bạn mình thì nó không giục mình đi sớm đâu. Chúng nó đồng ý với cái việc là cho phép mình đi muộn, đi trễ, vì chúng nó bảo là chờ mấy năm còn được, không có lý do gì mà không chờ được mấy phút. Thế nhưng mà bởi vì chúng nó quá tử tế như thế, thế nên là mình cũng cảm thấy lương tâm mình cắn rứt ý. Vậy nên là mình phải trang điểm thật là nhanh. Thật là nhanh. Ôi cái gương này nhìn chóng mặt quá. Bảo phần mắt rất xịn, của một hãng rất xịn luôn, rất đắt luôn. Mà cái gương soi vào, lần nào soi vào cái gương cũng chóng hết cả mặt. Đấy, cái bảng của Huda này soi vào trông sẽ chịu hơn hẳn. Chết rồi, đậm quá rồi đúng không anh em? Hơi đậm rồi. Chết rồi, đậm này lại phải cái mắt rồi. Em mình sẽ dùng cái son này của Caslin. Các bạn ấy cử cho mình 8 thỏi son các bạn ạ. Nhưng mà mình thích nhất là màu 07 và màu 082. Cái màu này thể, ôi, đẹp kinh khủng luôn. Kiểu nó siêu trendy mà hai cái màu này kết hợp với nhau á, đẹp kinh khủng luôn. Nó kiểu một cam nude, xong hơi đất ý. Đẹp lắm, nhưng mình đánh cho các bạn xem. Xinh rồi đấy. Mặc dù không đeo kính không nhìn thấy cái gì đâu anh em ạ, nhưng mà có vẻ xinh đấy. Ừ, được, ok, đi thôi. Thay quần áo đi thôi. Xin chào. Ôi dồi, quán vỉa hè đúng chuẩn Hà Nội luôn rồi. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Chị em mình chơi với nhau được mấy năm rồi nhỉ? Từ 2011. Thế là chị chơi với mày được 11 năm rồi á? 11 năm rồi. Lòng rán anh em ơi. Ngon quá, lại còn ngồi vỉa hè nữa. Hà Nội đây rồi. Ăn đi chưa? Ăn đi. Còn nâng chén nào chị em? Vừa bàn nhậu thì phải nhậu chứ sao cứ ăn thế? Rượu mơ, hàng này hơi loãng. Xinh quá, hôm nay cả nhà mình sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn. Cả nhà đi hết luôn cả cái xe. Nhà mình toàn người xe nhỏ là bao nhiêu người nhỉ? 5 người lớn, một trẻ con vẫn ngồi trên một cái xe. Thần kỳ thật. Dù cả nhà đi ăn hải sản nhưng mà cả nhà nhất định là sống là chết là phải đi ăn buffet chứ không có đi ăn hải sản, lạ thế cơ chứ. Hay thật đấy. Không hiểu sao nhà mình đam mê hải sản đến mức độ như à, đam mê buffet đến mức độ như vậy. Đi hẳn tới Hà Đông để ăn. Ôi trời ơi, sao nó đông vậy à trời. Quên mất là hôm nay đi đúng vào thứ bảy chủ nhật ấy.
đông kinh khủng này. Ờ, phải 2 năm rồi chưa ra đây ăn. 2 năm trước mình đến đây ăn là mình đến ở cái chỗ quán ở đường gần Cầu Giấy. Ôi, hôm nay đến cái chỗ Hà Đông rồi nó to kinh khủng. Và mọi người nhìn này, quá trời là bàn luôn. Xong rồi bàn gần như là full kín nhá, đặt gần kín luôn. Mai cuối tuần kinh doanh có hành tràng luôn. Mở được cửa hàng đứng mắt lòng mắt dạ. Sướng rồi. Mọi người thấy nhá, dù đi ăn hải sản không đi nhá, nhưng mà đến cái cửa hàng buffet thì nhất định là phải chỉ ăn hải sản. Không hiểu nổi. Sao tự dưng trời xuống tối lại lạnh nhá. Bây giờ mình sẽ bắt taxi bỏ gia đình ở hàng lầu, đâu ở hàng buffet, để đi ra một cái quán ba gặp bạn bè, gặp nốt ngày hôm nay thôi. Ngày mai là có công to việc lớn là không đi uống được rồi. Nên là hôm nay phải tranh thủ. Bây giờ đang chờ taxi mà taxi không biết là mình đứng ở vị trí này có đúng hay chưa đó. Lạy Chúa là con đúng.